Nếu thức dậy sau một đêm và bạn nhận thấy rằng tất cả mọi thứ đều biến mất, tất cả những nỗ lực của chúng ta, tài sản của chúng ta tích góp bao lâu đều biến mất, nhưng còn lại một thứ gọi là danh sách khách hàng, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Việc sử dụng nguồn thu nhập của mình như thế nào sẽ quyết định đến sự thành công của mình trong tương lai. Rất là nhiều người định nghĩa tài sản theo cách khác nhau, như trong sách vở, trong kế toán, trong luật. Mình sẽ nghe tới cái việc định nghĩa tài sản đó là một cái khoản có thể là tiền, giấy tờ có giá hoặc là những vật giá trị mang bên mình. Nhưng khi chúng ta định nghĩa tài sản theo một cách khác, chúng ta sẽ có cái cách chi tiêu khác nhau. Ví dụ như là chúng ta định nghĩa tài sản theo giới kinh doanh, theo TH Baker, thì sẽ thấy rằng tài sản là những thứ có thể giúp cho chúng ta tạo ra được giá trị và nó có thể tăng giá trong tương lai, có thể giúp chúng ta tạo ra dòng tiền, vân vân. Còn tiêu sản là những thứ mà có thể không những không tăng giá trong tương lai mà có thể khiến cho chúng ta tốn thêm chi phí. Ví dụ như chúng ta mua một cái siêu xe chẳng hạn, chỉ để là di chuyển đi chơi thôi, thì nếu mà cái nó khiến cho chúng ta tốn thêm chi phí, và đặc biệt là trong điều kiện nếu mà chúng ta vẫn chưa có tự do tài chính, thì cái việc mua một chiếc xe hơi là một gần như là một cái tiêu sản. Như vậy thì cái việc chi tiêu như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của chúng ta, là chúng ta có được tự do tài chính hay không. Như vậy thì trong video này Hường sẽ chia sẻ về 7 thứ người giàu thì mua còn người nghèo thì không. Thực ra Hường nói đến là 7 thứ người giàu thì mua, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng là 7 thứ này là người sắp giàu trong tương lai chẳng hạn, đã giàu hoặc sắp giàu, họ sẽ lựa chọn mua những thứ này, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn giàu sẵn. Nhưng nếu mà chúng ta tập trung vào những cái thứ này thì chúng ta có thể là trở nên rất là thành công và giàu có ở trong tương lai. Chúng ta sẽ tích lũy được một lượng tài sản rất là lớn để có một cái cách chi tiêu thông minh hơn. Cái cách rất là nhiều người từ tay trắng họ có thể trở nên thành công và giàu có hơn. Thứ nhất, người giàu chọn mua doanh nghiệp. Họ có thể tích lũy tài sản của mình sau bao nhiêu năm đi làm thuê chẳng hạn, hoặc là tích lũy từ cái công việc nguồn thu nhập nào đó để chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp. Bởi vì sao? Khi mà tích lũy vào doanh nghiệp có thể mang lại cho chúng ta dòng thu nhập nhờ vào cái đòn bẩy về thời gian của người khác, trí tuệ hoặc là nguồn vốn của người khác để chúng ta có thể là tạo ra dòng thu nhập. Chúng ta phải dùng đòn bẩy thì chúng ta mới có thể là nhân rộng cái nguồn thu nhập của mình được. Khi mà chúng ta mua doanh nghiệp có nghĩa là sao? Nếu mà chúng ta với cái số vốn ít, ví dụ như dưới 100 triệu, chúng ta có thể sang lại những cái doanh nghiệp người ta đang vận hành chẳng hạn, ví dụ quán trà sữa, cà phê, shop quần áo, vân vân, tùy vào số vốn của mình. Còn nếu mà số vốn lớn hơn thì mình có thể tập trung vào cái việc là sang lại quán, mình nhượng quyền thương mại hay là cà phê, hoặc là mình nhượng quyền thương mại gà rán Bobby hay nhượng quyền thương mại KFC, vân vân. Có rất là nhiều cái thương hiệu nó đã được chứng minh là vận hành tốt rồi, chúng ta có thể nhượng quyền lại. Đó là cái cách mà người giàu họ đầu tư. Thay vì mua những cái thứ gọi là tiêu sản thì mình đầu tư vào những cái doanh nghiệp. Thì sau một thời gian, có nhiều người cho rằng là mình đầu tư vào doanh nghiệp mình sợ là sẽ bị thất bại, mình sợ là sẽ bị phá sản, vân vân. Nhưng mà thực tế sau một thời gian kinh doanh, sau một thời gian trải nghiệm, thì nếu giả sử những lần đầu tiên chúng ta vấp ngã thì cái thứ chúng ta còn lại ấy, nó sẽ quyết định thành công của chúng ta rất là quan trọng. Đó là những cái kinh nghiệm từ những trải nghiệm cũ. Khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm về doanh nghiệp rồi thì những doanh nghiệp tiếp theo chúng ta thực hành, chúng ta làm thì nó sẽ tốt hơn. Nên nếu như các bạn đã khởi nghiệp mà có thể một chút nào đó khó khăn thì chúng ta hãy xem đó là một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm để chúng ta thành công hơn trong tương lai. Còn nếu như các bạn chưa từng thì hãy tập trung một đầu tư vào cái loại tài sản này, chúng ta có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đó là mua lại doanh nghiệp. Số 2, người giàu thì mua những đồ chất, còn người nghèo hay mua những thứ linh tinh. Người giàu họ không tập trung vào những thứ linh tinh đâu các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh nhà, quan sát xem có những người họ mua rất là nhiều thứ đồ linh tinh, sang những hàng giảm giá, những hàng khuyến mãi hay là những hàng rẻ, giá thấp, và họ mua bỏ đầy nhà hết. Còn những người giàu thì họ tập trung vào những cái đồ mà nó chất thay vì quá nhiều những cái đồ lung tung ở trong nhà. Và những thứ đồ lung tung trong nhà làm cho nhà chúng ta chật, trở nên chật và làm mất năng lượng của mình, làm thay đổi sự tập trung của mình. Mình nên tập trung vào những thứ lớn hơn, dứt khoát hơn. Mình cần tập trung vào những cái thứ mà nó gọi là chất lượng hơn thì cuộc sống của chúng ta mới thay đổi được. Số 3, người giàu sẽ tập trung vào việc mua bất động sản. Khi họ có một cái dòng thu nhập, có một cái khoản tiền tiết kiệm
họ sẽ đầu tư nó vào bất động sản. Còn người nghèo thì hay tập trung vào việc hưởng thụ nhiều hơn. Có nghĩa khi mà tích góp một khoản tiền, họ có thể là mua xe, những cái đồ xa xỉ khác, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khoản đó để đầu tư. Đương nhiên là các bạn có thể mua những cái thứ xa xỉ, nhưng là chúng ta phải mua có mục đích là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mua những thứ đồ xa xỉ phải đảm bảo rằng những cái khoản đầu tư kinh doanh khác chúng ta đã có. Việc mua bất động sản, ví dụ nhà, đất, vân vân, nó sẽ có cho chúng ta hai dòng thu nhập. Dòng thu nhập thứ nhất đó là thu nhập từ cái việc cho thuê bất động sản chẳng hạn. Thu nhập thứ hai đó là chờ bất động sản tăng giá. Nên rất là nhiều người làm theo cách đó là họ có thể vay ngân hàng để mua bất động sản và họ cho thuê cái bất động sản đó. Có một cái dòng thu nhập đó thì họ đem đi trả lại ngân hàng, có thể là dư ra một ít hoặc không, không quan trọng. Thì sau một thời gian, tức là tiền lãi đủ được trả bởi là tiền cho thuê bất động sản, và họ có thể bán bất động sản sau một thời gian với giá cao hơn, họ xin lời từ việc là bất động sản tăng giá. Như vậy thì việc tập trung đầu tư bất động sản sẽ giúp cho cái dòng tiền của chúng ta ngày càng lớn, tài sản của chúng ta càng lớn. Còn nếu mà chúng ta chưa đủ tài chính mà mình quá tập trung vào những thứ gọi là tiêu sản hay những thứ không có tăng giá mà nó chỉ có xu hướng hạ giá đi, thì chúng ta đang mua những cái thứ sai. Tương tự, số 4, người giàu sẽ chọn mua chứng khoán. Nếu như các bạn đang có trong tay không cần nhiều đâu, vài triệu thôi, các bạn cũng có thể mở một tài khoản chứng khoán và chúng ta bắt đầu. Các bạn có thể ra ngân hàng mà chúng ta thường sử dụng đó và nhờ họ mở một cái tài khoản chứng khoán, chẳng hạn Vietcombank, ACB vân vân. Thì việc đầu tư vào chứng khoán sẽ giúp cho chúng ta sẽ có hai loại thu nhập. Thứ nhất đó là nhờ vào cái việc là bên chúng ta mua chứng khoán họ chia cổ tức cho mình. Hoặc cái loại thứ hai đó là chờ chứng khoán, ví dụ như là cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu tăng giá. Thường thường chứng khoán thường thường sẽ đầu tư lợi nhuận nhiều hơn sẽ là cổ phiếu, nhờ vào cổ phiếu tăng giá vân vân. Thì lúc đó mình sẽ có được cái khoản lợi nhuận tương tự bất động sản đấy. Nên là người giàu họ sẽ chọn trải nghiệm vào trò chơi cổ phiếu, sẽ giúp cho gia tăng cái giá trị đồng tiền của chúng ta, giá trị cái tài sản của mình lên. Số 5, người giàu sẵn sàng bỏ tiền ra để mua kiến thức. Họ mua những trải nghiệm và thất bại của người khác để nhanh đạt mục tiêu của mình hơn. Giống như T. Harv Eker chia khoản thu nhập cá nhân thành 6 khoản thì cái khoản đầu tư cho giáo dục chiếm tới 10%. Như vậy thì song song với việc các khoản thu nhập khác thì chúng ta phải phát triển bản thân. Thì đầu tư cho kiến thức là một cái khoản đầu tư rất là lợi nhuận. Người giàu họ sẵn sàng chi trả để có những kiến thức tốt nhất để phát triển kinh doanh, phát triển cá nhân trước khi phát triển kinh doanh. Người giàu thì không ngần ngại bỏ tiền ra để mua lấy kiến thức cũng như là học hỏi để phát triển bản thân liên tục. Người giàu luôn luôn với tinh thần học tập và phát triển liên tục, và họ không bao giờ cảm thấy học tập là đủ. Số 6, người giàu sẵn sàng bỏ tiền ra để mua danh sách khách hàng. Hãy tưởng tượng rằng nếu thức dậy sau một đêm và bạn nhận thấy rằng tất cả mọi thứ đều biến mất, tất cả những nỗ lực của chúng ta, tài sản của chúng ta tích góp bao lâu đều biến mất, nhưng còn lại một thứ gọi là danh sách khách hàng. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Danh sách khách hàng đó là một cái lưu lượng mà chúng ta có thể tạo ra được dòng thu nhập rất là lớn. Danh sách khách hàng đó là một cái loại tài sản, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng nguồn thu nhập, và chúng ta phải biết sử dụng và chăm sóc cái danh sách khách hàng của mình như thế nào. Người giàu họ sẵn sàng ra bỏ tiền ra để mua danh sách khách hàng. Ví dụ họ sẵn sàng chạy quảng cáo, sẵn sàng thuê một đội ngũ để chạy quảng cáo. Họ sẵn sàng kết nối với những người có danh sách khách hàng để có thể là giao lưu, là coi như là một danh sách khách hàng tiềm năng của mình trong tương lai. Danh sách khách hàng làm thế nào để chúng ta có thể mua được, chúng ta có thể là bỏ tiền ra để mua danh sách có sẵn của người khác và chăm sóc trở thành danh sách khách hàng của mình chẳng hạn. Khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua danh sách khách hàng, tức là chúng ta đang bỏ tiền ra mua một loại tài sản có thể giúp chúng ta tạo ra dòng thu nhập có thể là rất lớn trong tương lai. Còn người nghèo thì sao? Cái việc chi trả tiền cho quảng cáo, hay là chúng ta có được cái lượng chúng ta sợ chạy quảng cáo, sợ tốn kém, sợ vân vân, thì như vậy thì cái lượng khách hàng của chúng ta sẽ rất là thấp và chúng ta không thể nào làm lớn được. Số 7, người giàu sẽ bỏ tiền ra để mua những trải nghiệm. Những trải nghiệm, đôi khi những trải nghiệm chúng ta thấy là chẳng vì điều gì cả, nhưng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân, mở rộng tầm nhìn. Ví dụ, chúng ta bỏ tiền ra dành cho những chuyến du lịch đi nước ngoài, đi châu Âu, đi châu Úc, hay là đi những quốc gia Đông Nam Á, vân vân. Khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm đó,
thì chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn. Đấy, đôi khi cái suy nghĩ bình thường mọi người sẽ nghĩ là mình đang chưa có nhiều tiền, chúng ta ngồi ở nhà và tiết kiệm thêm, bắt đầu mua những cái thứ xung quanh mình thích. Nhưng thực ra nếu mà chúng ta dấn thân vào cái việc trải nghiệm ấy, sẽ thay đổi tính cách của mình từ một người là sống khép mình, sống trong vùng thoải mái thì có những cái trải nghiệm tuyệt vời. Đơn giản ví dụ leo núi hay tham gia vào các đội nhóm kinh doanh vân vân. Chúng ta tập với thói quen mở rộng vùng thoải mái và thay đổi liên tục, bởi vì trong cuộc sống không có điều gì là không thay đổi, chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là sự thay đổi. Còn bây giờ các bạn hãy bình luận một điều gì đó dưới video này. Đừng quên nhấp vào nút đăng ký kênh, subscribe và nhấp vào nút chuông thông báo để nhận những video chia sẻ mới và sớm nhất để chia sẻ về hành trình trở nên thành công hơn, giàu có hơn. Đừng ngần ngại share video này nếu các bạn thấy hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.